Đi cắt cỏ hết rồi. Còn trái tim nó còn đập được. Mổ ghê. Còn sống mà tim đập với lạ. Rồi là thấy mấy sợi trắng này không? Thấy không? Nè, thấy chưa? Thấy không nào? Thầy để coi nè, để bên này có mấy sợi nè, thấy không? Nè, tí được làm. Nè, đó, thấy không? Thấy không? Rồi bây giờ nè, nhìn nè, em lấy cái này kẹp đó nè. Rồi, thấy cái chân dưới không? Thấy. Thấy không? Đó, nghe thấy không? Nên chúng ta thấy là như lúc mà con thú mà mang bầu á, hay mà mọi người trên phụ nữ cũng vậy đó, là nó chèn như cái này nè, thì làm như này bị liệt, nha, hết mang bầu cái hết bị liệt, là vậy đó. Hay là chúng ta thấy mà phụ nữ mà mang bầu ngồi lâu nó bị tê chứ gì đó, là cho này nè. Rồi được chưa? Quan sát tự mô tả lại về đấy ha. Còn bây giờ thích mà tập mổ thì bây giờ mình làm cái này ha, mình kéo lớp da lên được chưa đó, cắt ngang đây cái, cắt dọc da lên đây, tách cái bắp cơ ra, kịp không? Còn mấy bút mình học nữa thì mình lên đại học học thì ta thường lấy thuốc tê bỏ đây ha, ta thấm như đây, ta để này kẹp được khoảng 2-3 phút vậy đó, rồi xong rồi ta thả ra thì ta lấy cái kim hay lửa đốt đây nè. Thì bình thường nếu phản xạ bình thường thì sao, nó sực co rút lại, nhưng này mình đốt mình làm thoải mái, nó không có phản xạ, đúng không? Đó là thử nghiệm nữa, giờ mình tới đây thôi. Cái này là gì thầy? Bỏ ra thầy. Đó. Cái con này mình đừng quan tâm cái đó, mình không có học đó, mình quan tâm chỗ này nè. Cái này kêu là gì thầy? Dây giống là kinh đâu? Nó là dây gì? Dây gì? Giống bằng kinh Nhật kìa. Rồi được chưa? Bây giờ muốn cọc mổ thì mổ đây. Nghe kìa không? Giờ thích cọc mổ á. Dạ. Làm bây giờ lấy cái nhíp nè, là hay là cái ben cũng được, kéo lên. Nga đây nè, cái này có cái nhíp mà có máu nó dễ, cầm nè, kéo lên. Nè, cắt ngang cái. Rồi về cắt dọc đây. Được chưa? Dạ. Xong rồi tách cái bắp cơ ra. Tại bắp cơ nhíp nè. Đó, thích thì làm, nó nào muốn làm thì làm, để nó lực con gà. Ê, đi em làm thử đi, em làm thử. Rồi, vô con gà. Ủa, sao không làm đi? Con gà nằm ngủ. Đó là muốn từng mổ thì tập đi. Còn mấy con không ạ? Nè, bây giờ này gà nè. Để em cầm gà thôi. Rồi, đứa nào làm, cắt ngang này ra. Cắt lớp da ra, thấy chưa? Cắt lớp da đây, từ đây xuống đây có cái khí quản, hút quản nè. Trên này có bột diều nè. Cắt cái chỗ này nè. Rồi nó làm đi nè, thầy chỉ làm luôn rồi là mới gạch lên được. Ừ. Đó. Đây đi. Ổ. Đây ra đi. Dao mổ đâu? Dao mổ có ở đây à? Thầy cho mổ luôn. Thì mai nó mổ đi. Đi mổ rồi. Thôi nó từ từ đi. Đường này chứ. Rồi, qua đây luôn không? Rồi qua đó luôn đi, để ngớ đi luôn đi. Tạm đi. Mổ. Ê, chuyện não này nó bao tay nè, ớt nó chết, bao tay có mà chưa chết mà ớt. Giờ nào bây giờ mổ nó cắt này, đứa nào cầm mai này, lại cho nó, bắn ra cắt này nè, mổ nó cắt, đè xuống, cắt dễ hơn là hết rồi. Sao không được? Này mổ con sáp nữa cái gì? Đó chưa, từ từ làm bên kia nó bắn nó ra. Không? Xong rồi là cầm đây nè, thấy có ức nào cầm đây là kéo lên, cắt lên ngang đây, cắt dọc đây. Bình thường ta bỏ khảo sát thì cần cắt dọc đây, ta bẻ nữa, tức là xong rồi đó. Hay là ta xem được rồi. Mổ này luôn không thầy? Một đứa cầm, một đứa mổ. Nếu bên nào cầm ơi? Bỏ ra đừng có để cầm đó, nó hút con cái bây giờ. Bên này, cái tay bên đây cầm nè. Là cầm nó coi, để ăn gà xuống. Làm gì? Ủa trời. Cái gì đi xí ra vậy? Không nhận lần. Cắt cái này nè. Bỏ con gà kia mổ sạch sẽ luôn. Bỏ con dao xuống. Rồi, rồi. Tiếp, gặp tiếp. Cần da, nó cắt luôn cái cơ luôn. Thầy nói biết bao nhiêu lần không có đặt cái chữ này. Ồ, dạ. Nói không có đặt cái chữ này. Đứt phải một đường, một hai chữ. Không đặt thấy lâu không?